là số 4 của các bạn đến với trong chương trình An là đệ nhất mùa thứ 2. Và hôm nay chúng ta sẽ được gặp người chơi là bạn Hải Vũ đến từ Hà Nội. Vâng, chào mừng bạn Hải Vũ đến với chương trình. Trước hết thì xin chào MC Đặng Hoàng Nam cũng như tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ai là đệ nhất mùa thứ 2. Mình rất là vui khi được trở lại lần thứ 2 với chương trình Ai là đệ nhất. Và cảm xúc của bạn như nào khi được tham gia chương trình này? Thực sự thì cảm xúc bây giờ cũng khá là vui nhưng mà xen kẽ một chút hồi hộp, bởi vì là những câu hỏi ở mùa thứ 2 này có vẻ sẽ khó hơn một chút. Nhưng mà hy vọng rằng là với sự ủng hộ của khán giả thì mình sẽ có được những câu trả lời tốt và sẽ mang được phần thưởng của chương trình. Vâng, và cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ cho mình xin giới thiệu luật chơi mới của mùa 2 được không? Được, mời bạn ạ. Khác với mùa thi trước, chúng ta sẽ chỉ có 12 câu hỏi với 3 mốc, còn tròn là 2, 7 và 12. Và chúng ta có 4 sự trợ giúp, gọi đề hài cho người thân, 50-50, hỏi kiếm và đồng hành, và hỏi chuyên gia của IP vô tử. Và hôm nay chúng ta sẽ được gặp chuyên gia của chương trình, đó là thí sinh của Ai là đệ nhất mùa đầu tiên, Phạm Hồng Huy. Hải Vũ, bạn đã sẵn sàng chưa? Giờ mình đã sẵn sàng. Và chúng ta bắt đầu đi tìm Ai là đệ nhất. Video nào của kênh VTV3 ra mắt vào thập niên 90? A. Hãy chọn ra đúng. B. Đối chương 100. C. Olympia. Hãy chiến thắng từ dậu. Theo mình được biết thì Hãy chọn ra đúng là có từ năm 2004, chứ nó ký hiệu là từ 2001. Còn Olympia là 1999. Đối chương 100 khoảng 2006, nên câu trả lời cuối cùng của mình là C. Đường lên đỉnh Olympia. Chính xác. Bây giờ sẽ có số 2. Từ nào còn thiếu trong câu sau? Tay làm hàm nhai, tay quay, miệng mở, miệng trễ, miệng đóng hay là miệng hỏi? Tay làm hàm nhai, quay. B là câu trả lời cuối của mình, miệng trễ. Miệng trễ. Xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. À đúng rồi, số 2, bạn được 5 triệu đồng SCDS. Chả đúng rồi, số 3, bạn sẽ được 10 triệu đồng SCDS. Và ngay từ xe khỏi số 3. Trong các nước sau đây, quốc kỳ của nước nào có nhiều ngôi sao nhất? Uzbekistan, Trung Quốc, Úc hay là Brazil? Câu hỏi này có vẻ cũng khá là khó với mình, vì mình cũng không biết được đến nhiều quốc kỳ của các nước lắm. Có lẽ mình sẽ dùng sự trợ giúp. Ok em. Ok, bạn cần sự trợ giúp nào? Có lẽ mình sẽ dùng sự trợ giúp 50-50. Cho bài thí sinh bỏ đi 2 phần sai. Chỉ còn lại Uzbekistan và Brazil. Mình đang nghiêng nhiều về đáp án A. Chắc chắn cho lắm. Bạn còn gọi điện cho người thân, hỏi kiến bạn đồng hành. Sẽ suy nghĩ vào lúc trước khi đưa. Nếu theo mình để ý thì như lá cờ của Uzbekistan tầm từ 10 đến 15 ngôi sao, còn Brazil thì chắc là trên 20. Có lẽ mình xin đưa ra câu trả lời của mình là D, Brazil. Đó là câu trả lời đúng.
Trà đúng rồi, số 3 Hải Vũ được 10 triệu SCDF. Trà đúng rồi, số 4 Hải Vũ sẽ được 15 triệu SCDF và Mai Tử sẽ có số 4. Cây một lá mầm có số cánh hoa là bộ số của mấy? 3, 2, 1 hay là 0? Mình đang nghiêng nhất về đáp án là C, 1, nhưng mà chưa chắc có chắn cho lắm. Cho mình xin dùng sự trợ giúp hỏi ý kiến bạn đồng hành. Chúng ta có bạn Vi, có bạn Thành, bạn Tùng và bạn Tuấn. Bạn chọn bạn nào là bạn đồng hành? Với mình thì mình có biết một người đã từng là đệ nhất của mùa 1 và để chắc chắn mình xin chọn bạn, có lẽ sẽ chọn bạn Tùng đi. Xin mời bạn Tùng là bạn đồng hành. Ok, mình đây. Bạn đúng rồi. Cây một lá mầm, cánh hoa được là 3 và 6. Nên mình nghĩ chắc nếu mà ở đây là bộ số của ba, các bạn của mình là A. Các bạn như nào? Mình có lẽ cũng không lý do gì để không tin tưởng bạn đồng hành. Câu trả lời cuối cùng của mình là A, 3. Bạn tin tưởng bạn đồng hành bao nhiêu phần trăm? Khoảng 70%. Thực ra mình cũng chưa chắc chắn cho lắm. A là câu trả lời đúng. Cả đúng vào số 4 bạn được 15 triệu SCDF. Cả đúng vào số 5 bạn sẽ được 25 triệu. Và bạn vẫn còn 2 triệu giữ. Tỉnh nào dưới đây không giáp với tỉnh Thái Nguyên? Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hưng Yên hay Vĩnh Phúc? Theo mình biết thì Thái Nguyên là một tỉnh ở Trung Du, Bắc Bộ. Và mình đang nghiêng về Tuyên Quang. Mình sẽ suy nghĩ để xem là bản đồ Việt Nam như nào. Không lắm. Trợ giúp đi. Còn gọi điện thoại cho người thân và hỏi chuyên gia của anh Vinh cực. Anh xin dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người ta. Và bạn sẽ gọi điện cho ai? Có bạn Thành thì bạn có muốn gọi điện cho bạn Thành không? Hay là bạn sẽ gọi tiếp tục cho bạn Tùng? Tùng thì mình đã trợ giúp ở câu trước rồi nên có lẽ lần này mình sẽ gọi cho bạn Thành đi. Được. Cho mình xin kết nối bạn Thành. Alo, có phải bạn Thành không? Nếu không là để cho bạn Thành thì gọi điện tiếp cho bạn Tùng nhé. Thế thôi, vậy nếu anh không có ở đây thì gọi cho Tùng vậy. Ok. Alo, có phải bạn Tùng không ạ? Ở đây mình là Tùng. Bạn Thái Vũ đang trả lời đến cô. Tình nào đến câu hỏi này mà bạn Stup đã sẵn sàng chưa? Bạn đã sẵn sàng. Hai bạn sẽ có 30 giây để hỏi và trả lời, 30 giây bắt đầu. Tỉnh nào dưới đây không giáp với tỉnh Thái Nguyên? A. Bắc Cạn, B. Tuyên Quang, C. Hưng Yên hay D. Vĩnh Phúc? C và D là lựa chọn, nhưng mà cho mình chắc là đáp án ở đây mình chọn là C, nguyên. Ok, mình cảm ơn.
chúc bạn may mắn nhá. Rồi, thế okay, câu trả lời cuối cùng, của bạn là gì? Thực sự nếu mà sai câu này thì cũng khá là tiếc. Nhưng mà như câu trước đã nói thì mình cũng không có lý do gì để không tin sự trợ giúp của một người thân. Và mình xin chọn câu trả lời cuối cùng của mình là C, Hưng Yên. C, Hưng Yên. Chính xác. Bạn trả lời đúng rồi, số 5, bạn được 25 triệu SDF. Bây giờ bạn chỉ có mỗi một trường trợ giúp thôi nên bạn nhớ phải sử dụng cho cẩn thận. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Liên đoàn cầu lông thế giới BWF được thành lập vào năm nào? 1930, 1934, 1938 hay 1942? Mình đang nghiêng nhất là về đáp án B. Thực sự thì mình chỉ còn một sự trợ giúp nên là có lẽ câu này mình sẽ liều một chút. B, 1934 là câu trả lời cuối của mình. Bạn thì hợp lý ấy. Thua bạn, bạn được 40 triệu SCTF. Bây giờ sẽ là câu số 7 của bác sĩ, 60 triệu SCTF. Hành tinh nào sau đây trong hệ mặt trời quay ngược chiều kim đồng hồ? Sao Kim, sao Hỏa, sao Hải Vương hay sao Thiên Vương? Mình đang nghiêng nhất là về đáp án A, nhưng mà thực sự đây là một câu hỏi ở mốc quan trọng nên mình không thể bảo hiểm như câu trước được. Có lẽ mình xin dùng nốt sự trợ giúp cuối cùng là hỏi người có IQ vô cực đi. Cho mình xin kết nối với bạn Phạm Hùng Huy. Alo. Vâng, và bạn Hải Vương đang trả lời đến câu hỏi số 7, mốc quan trọng thứ 2. Và bạn đang cần bạn sử giúp, bạn sẵn sàng sử giúp cho Hải Vũ không? Rồi ạ. 30 giây bắt đầu. Hành tinh nào sau đây trong hệ mặt trời quay ngược chiều kim đồng hồ? A sao Kim, B sao Hỏa, C sao Hải Vương hay D sao Thiên Vương? Mình thì này sao Hỏa thì nó không phải quay ngược chiều đâu, mình cũng đang nghĩ về A hoặc là C. Ok, cảm ơn nhá. Rồi, quyết định của bạn như nào? Thực sự bây giờ nếu mà trả lời sai thì cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự thì có lẽ mình sẽ mạo hiểm một chút. À, sao Kim là câu trả lời cuối cùng của mình? Xin thưa bộ câu trả lời đúng. Là đúng rồi, số 7, bạn được 60 triệu. Và bây giờ sẽ có số 8, có thì 100 triệu. Và bạn đã dùng hết 4 quyền sở giúp rồi. Nhưng mà bạn có thể dừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào cũng được. Mà đây là câu hỏi này, bạn có thể mạo hiểm thoải mái, không mất gì cả. Đúng thì được, mà sai thì không sao. Chúc bạn may mắn. Trong bài thơ Đám Ma Bắc Run, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhắc đến tên của mấy loài kiến? 3, 5, 7 hay 9? Thực sự thì mình cũng chưa biết gì được. Nhưng mà câu này thì cũng sai, cũng không mất gì. Có lẽ mình sẽ suy nghĩ một chút trước khi đưa ra câu trả lời. Sai không mất gì, từ một chơi cũng được. Nhưng mà đúng là 100 triệu. Nhưng mà mình có vẻ cũng ưa mạo hiểm cho lắm nên là mình sẽ mạo hiểm một chút. Để mình suy nghĩ xem nào. Bạn mình xin mạo hiểm đưa ra câu trả lời cuối cùng là D, 9. Bạn sẽ trả bao nhiêu phần trăm?
nhưng chắc khoảng 40% thôi, tại vì cũng chưa học qua bài thơ này. Bao giờ ra xem câu trả lời đúng là gì? C7. Không sao cả. Đằng nào thì bạn đã có một thời gian vui vẻ khi được chơi đúng không? Cảm giác cũng khá là vui, tuy nhiên lần này thì đề câu hỏi nó khó hơn khá là nhiều so với lần trước mình thi. Nhưng mà dẫu sao thì cũng vượt qua được hai mốc quan trọng đã là vui với mình rồi. Vâng. Đùa rồi, bạn sẽ ra về với một phần thưởng của chương trình trị giá lên tới là 60 triệu SCDF. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình và chúc bạn thành công may mắn trong cuộc sống. Mình cảm ơn chương trình.